Hôm nay mình sẽ làm về một quốc gia không được thế giới công nhận. Đó, đây là quốc gia này nó chỉ có vỏn vẹn như chỉ có 5 nước mà toàn 5 nước độc tài công nhận thôi. Chắc chắn là có thằng Nga rồi, đó. Và nước này đang tồn tại dưới sự bảo trợ của Nga. Nha. Nó tương đương giống như là những cái vùng lãnh thổ đồ ở Donbass giống như là Luhansk và Donetsk đó, ở bên Ukraine này đó. Đó, thì đây là Abkhazia. Abkhazia thực tế đây là một nước mà có đa số sắc dân là dân Abkhaz nha. Và cái vùng lãnh thổ của Abkhazia là họ nằm trọn bên trong cái vùng lãnh thổ của Georgia. Georgia thì các bạn biết rồi đó, mình có review đợt trước đó là cái quốc gia mang tên tên thánh là Georgia. Và trong cái Georgia này nó có hai cái vùng lãnh thổ. Hai vùng này tự trị luôn và được bảo kê của thằng Nga, đó là Abkhazia và Nam Ossetia. Đó. Thì mình cho các bạn xem nè, đây là cái bản đồ của cái khu vực này. Các bạn thấy những cái vùng đỏ đỏ này nè. Đó, các bạn thấy là Transnistria, đó, mình đợt trước mình có review cho các bạn về Transnistria. Đây là một cái vùng đệm giữa Moldova và Ukraine. Vùng này được sự bảo kê của Nga. Đó, là để phân tách kìm cái thằng Ukraine lại ở bờ đông lẫn bờ tây. Là thằng Chernitia, nó có một cái quân đội thường trú của Nga ở Chernitia đó. Cái thứ hai là Crimea. Crimea là Nga nó đã đánh chiếm vào năm 2014 và sáp nhập vào lãnh thổ của nó luôn. Và hiện tại Crimea nó chưa được thế giới công nhận. Rồi các bạn thấy cái mục số 3 nè. Cái phần màu đỏ số 3 đó đây là Abkhazia. Abkhazia nằm trọn bên trong cái vùng lãnh thổ của Georgia nè, đó các bạn thấy không? Đó thì kế bên nữa là Nam Ossetia. Đó, hai vùng này là nằm trọn bên trong Georgia. Và cái vùng thứ năm á, là Nagorno-Karabakh. Đây là cái vùng khác. Cái vùng này á, là đa số sắc dân theo Armenia. Nhưng mà được Armenia hỗ trợ. Nhưng mà trong năm 2023 này á, thì cái vùng Nagorno này nè đã bị Azerbaijan đánh bật ra ngoài. Và toàn bộ những cái dân Armenia đã chạy sang vùng lãnh thổ của Armenia. Đó. Rồi thì mình sẽ chuyển qua cái tấm bản đồ kế tiếp là bản đồ thực tế của Abkhazia. Đó các bạn thấy Georgia, cái vùng đậm đậm á, là Abkhazia. Đó. Còn nhìn ra ngoài biển đen đó các bạn là Abkhazia. Đó, một cái vùng đậm nữa là Nam Ossetia. Vùng này tiếp giáp với Nga. Cho nên cái chuyện mà Nga nó viện trợ cho Nam Ossetia nó sẽ dễ dàng hơn để mà nó đánh với lại thằng Georgia. Thì trong lịch sử thì Abkhazia nó đã từng tuyên bố chủ quyền vào năm 1990 và cũng là một phần trong cái vùng lãnh thổ của thằng Liên Xô. Và Abkhazia cái lịch sử của nó cũng có rất là lâu đời rồi, nó thực tế nó là một cái công quốc mà cũng là một cái thành bang của thằng đế quốc Byzantine đó. Đó. Và khi đế quốc Byzantine này á, họ tan rã và họ bị quân Hồi giáo họ đánh chiếm và trở thành một phần của vùng lãnh thổ Ottoman đó. Và những cái sắc dân Abkhazia này á, họ đã cải sang Hồi giáo hết, có nghĩa là từ cái đạo Cơ Đốc giáo trở thành Hồi giáo và sau đó họ tiếp tục sang tay chuyển nhượng qua Liên Xô rồi tới lúc mà Liên Xô tan rã luôn. Và bên cánh của Abkhazia họ đa số họ ủng hộ vào chế độ Liên Xô nhiều hơn là Georgia. Georgia họ ghét thằng Liên Xô lắm. Họ ghét Nga lắm cho nên họ đã tách ra độc lập năm 91. Nhưng còn Abkhazia họ tuyên bố chủ quyền năm 1990 và mong muốn tiếp tục trở thành một nước tự trị bên trong vòng trong cái lòng lãnh thổ của Liên Xô. Nhưng mà xui cái là Liên Xô họ tan rã đó. Và Georgia đã quản lý luôn cái vùng Abkhazia. Nhưng Abkhazia họ không chịu, họ tuyên bố độc lập vào năm 1992. Và thực tế thì Georgia họ không mong muốn cái điều này và Georgia và Abkhazia họ đã đánh nhau vào năm 1993 và Abkhazia đã họ gọi cái cuộc chiến này á, là cuộc chiến tranh vệ quốc, cuộc chiến tranh để mà bảo vệ tổ quốc đó các bạn đó, vào năm 1993. Và cái tình thế lịch sử đó nó đã tạo ra hai tờ tiền mà trước mặt đây các bạn xem nè, đó hai tờ tiền này là hai tờ tiền kỷ niệm của Abkhazia để kỷ niệm cái sự kiện
bảo vệ tổ quốc chứ không phải lập quốc. Lập quốc là năm 92, còn bảo vệ tổ quốc là năm 93 đó. Chúng ta có hai tờ thôi đó, là một là tờ 500. Tờ 500 là kỷ niệm 25 năm độc lập, 25 năm bảo vệ quốc, và hai tờ tờ 25 này nè là bảo là kỷ niệm 30 năm vệ quốc. Rồi, mình đi trước luôn các bạn. Tờ này phát hành năm 2018. 2018, và cái đơn vị của Abkhazia là Absa. Absa nha các bạn. Vậy thực tế tiền Abkhazia nó có được lưu hành không? Chắc chắn là không. Tại vì cái tờ này á, là cái tờ họ đúc ra có số lượng rất là hạn chế để mà kỷ niệm, để mà bán thôi. Còn Abkhazia họ dùng tiền á, là dùng tiền rúp Nga nha. Tương tự như Nam Ossetia cũng vậy, Nam Ossetia họ cũng dùng đồng rúp Nga. Họ có tiền riêng á, nó là đồng Absa, nhưng mà Absa này nó không có lưu hành. Đây là cái lá cờ của Abkhazia nè. Đó, lá cờ của Abkhazia. Màu đỏ là cái màu thời Trung Cổ đó các bạn. Còn cái bàn tay này nè, cái bàn tay chỉ ra nè, là biểu tượng cho cái sự chào đón với bạn bè quốc tế, và cũng là một cái biểu tượng để mà hòa bình đó, có nghĩa là ngừng chiến tranh. Đây là ông tổng thống đầu tiên, ông là Vladislav Apzinba. Ông này ông tổng thống đầu tiên của Abkhazia. Và những cái nước mà theo hàng Nga nó có một cái thể chế gọi là thể chế bán tổng thống chế. Bán tổng thống chế có nghĩa là vừa có tổng thống mà vừa có thủ tướng đó, nó hơi rắc rối vậy đó, và nó phân chia quyền lực với nhau. Nhưng mà thực tế thì cái thằng tổng thống thì nó nắm quyền nhiều hơn. Còn đây là cái vùng lãnh thổ của Abkhazia nhìn ra ngoài biển đen nè các bạn. Cả cái biển này á, thì nó tiếp giáp với thằng Crimea đó, 7 ngôi sao của Abkhazia đó. Rồi, còn đây là cái quốc huy của Abkhazia nè, nó không có bóng chìm gì hết. Bóng chìm của nó chỉ là những cái nói chung là mấy cái gì đó, giống như cái mấy cái cọng chiếu mà họ đang qua là đang lại vậy đó các bạn. Đẹp, tiền này là của thằng Nga nó in cho. Cái bộ tiền Nga mà đang xài hiện tại á, thì nó cái chất liệu của nó y chang như cái chất liệu của thằng Abkhazia, tại vì hai nó dùng chung một cái kỹ thuật của bên nhà in của Nga nó làm. Syria cũng vậy nha. Đó, đây là 25 Apsa. Đó. Đây là cái con tàu đánh cá truyền thống của người Abkhazia đó. Rồi, còn đây là những cái chiến binh Abkhazia thời Trung Cổ. Đó. Nhìn giống như cái bang này các bạn. Tờ này là kỷ niệm 30 năm vệ quốc, còn tờ này là kỷ niệm 25 năm vệ quốc nha, các bạn nhớ rõ. Và hai tờ này có số lượng phát hành rất là ít nha, và cái khả năng trong vòng vài năm tới giá nó sẽ tăng lên rất là cao. Thực tế là cái tờ này lúc mà mới ra nó giá của nó chỉ có khoảng 80 đến 90 đô thôi, nhưng mà hiện tại nó đã lên tới hơn 250 đô các bạn. 250 đô. Cái thực tế là tôi đã thăm dò hiện tại khoảng 5 năm thôi mà mới mới đây mới đó mà nó đã tăng lên tới 6 triệu, gần 6 triệu bạc đó. Và bây giờ nó đã hết hàng rồi cái loại này. Và ai chúc mừng ai đã sở hữu cái tờ 500 nha. Và cái tờ 25 này hiện tại nó mới phát hành năm gần đây thôi. Thì nếu mà các bạn nói chung nó không rẻ các bạn. Khoảng 1 triệu mấy trở lên đó, đó. Nhưng mà chơi những tờ này nó đáng, tại vì nó giới hạn, nó không có nhiều. Nhưng mà chắc chắn là ở Việt Nam không ai mua những cái tờ này đâu, mình bảo đảm luôn, tại vì nó quá cao rồi. Chỉ có các bạn chỉ có thể sở hữu những cái tờ như 25 thôi, còn tờ 500 thì nếu mà ai có điều kiện thì những người đó mới sở hữu thôi. Đó, nó có luôn mà cái mã QR nè, giống như là tiền của Nga nó y chang vậy đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Đừng quên bấm like và chia sẻ kênh nha.